Hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Rồi, hôm nay mấy đứa có ai có ý tưởng gì nữa không? Ý tưởng sáng tạo không? Nay em là con người đàng hoàng. Rồi, nói đi em. Thì thầy muốn gì em về đó. Lấy ý tưởng dữ chưa? Em đi theo thầy á. Ok. Nói chung là vậy đó. Thầy có ý tưởng không bạn? Dạ. Em muốn chơi với môn thể thao này. Môn thể thao? Đúng rồi. Thôi tưởng em mở miếu mà đừng chơi nữa em ơi. Bỏ là bỏ. Em hả? Em quẩy gì cũng được á thầy. Miễn là cặp đôi được. Cặp đôi ra. Ôi nè. Sao mà cặp đôi vậy? Để ra đi anh bơi. Ừ. Em cũng phá luôn hả? Dạ. Rồi hai diễn gái này có không? Em là dĩ nhiên là sẽ có rồi thầy. Nhưng mà em có mình đừng có mình đừng có chỉ lên vậy được không? Ok thầy. Đúng rồi mình đừng có chỉ lên. Ok rồi nói em. Em hả? Em thì ý tưởng của em đơn giản lắm thầy ơi. Nói đi hả? Ăn uống. Rồi đúng rồi, đơn giản thiệt. Đơn giản. Rồi mình đi du lịch đi thầy. Trời ơi. Cái này còn đơn giản dữ nữa nè. Đơn giản nhưng mà tốn tiền nha. Rồi em có còn không? Em vòng là anh em lên quay 24 giờ x2. Thầy mày nói chi? 24 giờ x2 đi thầy. 24 giờ x2. Dạ đúng rồi. 84 giờ. 84 giờ thầy. Cái gì? Đúng rồi, x2 là 84 giờ. 48 giờ em ơi. Trời. Tại đó tôi học lớp 1 nữa chứ. Trời ơi trời. Với lại á là em mới vừa ngắm nghía được cái du thuyền. Cái du thuyền của cha em khủng lắm thầy. Ôi nghe giống như biển vậy hả? Ủa chứ sao? Tức là cái đó. Du thuyền á. Dạ cái du thuyền có thể chở mấy anh em mình đi khắp mọi nơi nè. Vượt đèo nè, xuống suối nè. Cha mới trúng số gì mua du thuyền dữ. Cái du thuyền đó cha em mới sắm thầy. Khủng lắm. Du thuyền. Cũng khủng á thầy, mày không biết nhiêu à. Thầy có không? Thầy xạo không? 300 kiểu khoai thầy. 300 kiểu khoai. Em nói thầy ha, nguyên cái du thuyền thôi là anh em mình có 10 người phải không? Mà gấp 50 lần vậy đó. Trời khủng với thầy. Ôi. Cái nhà thầy mà bự cỡ nào thì cái du thuyền của em bự hơn 2 lần. Trời ơi. Cái nhà thầy ở trên bào phải không? Cái du thuyền của cha em ở dưới biển. Ở đây là một cái biển. Dưới sông đây thầy ơi. Dưới sông đây. Để chở của que á thầy. Ủa? Lỡ phà hả? Trời ơi. Phà mà vậy nó chứ. Giống vậy mà anh ba còn nói được nữa. Nói chung là cái gì nó cũng phải phải lộ ra thôi em ơi. Nhưng mà em nói thầy á, đi ở dưới cái du thuyền á, nó chiêu lắm thầy ơi. Thôi nói chung là 48 giờ trên phà đúng không? Dạ đúng rồi. Đặt du thuyền cho sang ha. Chúng số mua du thuyền. Mà 48 giờ trên phà là quá bình thường rồi. 48 giờ trên phà mà phà mấy anh em mình còn đi nữa thầy. Đúng rồi. Đi luôn ha. Dạ. Đi luôn phải không? Đúng rồi. Lướt sóng luôn, bốc đầu luôn. Em cộng thêm cặp đôi nữa đi. Ê, được rồi. Thấy mấy bạn yêu cầu anh em mình làm cặp đôi nhiều quá. Dạ, đúng rồi. Theo cặp đi ha. Dạ. Ok không? Ok. Nhưng mà tiền đâu đổ dầu chạy em vòng thầy. Mình hỏi trả trời ơi. Mình hỏi mới mua mà trọng. Thầy là chủ mà sao cái đó là do em thầy. Nhưng mà nói chung là em ra ý tưởng thì em chịu đi em. Đúng rồi. Thôi lỡ rồi. Không được. Ok. Vậy nay mấy anh em mình sẽ làm 48 giờ trên phà nha bạn. Dạ. Không nãy chạy lâu nữa anh em mình. Let's go. Let's go. Rồi mấy anh em đang tiến tới nhà của Minh Thoại nha các bạn. Yeah. Nói chung là lại nhà Minh Thoại coi một năm Minh Thoại cái đội mới. Em xin lỗi anh Phúc. Trời ơi đạp dép tôi. Không sao rồi, lâu lâu mới tới nhà em mà hãy thông cảm. Anh em mình vui là chính. Quan hỷ quan hỷ. Rồi. Ê. Chị má đi. Xe tăng. Tăng là sao vậy? Ê cái này là gọi là máy cộ phải không? Đúng rồi này. Xe tăng này. Ơi. Bây giờ là thời đại 8.9 rồi, gần 9 chấm luôn rồi thầy ơi. Mới 5 chấm rồi em ơi. Nhưng mà thầy sao thầy nói mấy cậu thầy mấy cái này người ta gọi là xe tăng. Rồi xe tăng chở đất. Ồ. Em nói đúng không? Xe tăng chở đất đâu mà xe tăng chở đất. Mấy cái xe này là loại chở vàng. Chở mà bơm pháo đồ thầy. Bóp bóp phét đi em ơi. Rồi thầy nói ra để em đi chở thầy đi vô bệnh viện thẩm mỹ nè. Mấy cái máy này chạy dữ lắm á thầy. Cái này chạy sao này chạy sao? Cái này là em cũng không. Trời ơi máy nhà mình mà không biết chạy. Cái này chưa vô vấn đề chính đâu thầy. Ở rồi. Dưới kia mới vấn đề chính. Bạn hỏi nhỏ cái hai máy này nhiêu tiền? Ba trăm. 300 ký khoai lang. Ghê vậy? Ủa dạo chứ trời. Thì không.
Dạo dạ, ai vị máy gì mà bá cũ. Ủa lộn, bá chấm. Không, máy này mắc lắm thầy. Hai máy thầy. Nội nội sắc máy như chai không là cũng cái trăm triệu. Xe của anh nó là chạy 1 bô phải không? À. Xe của cha em là chạy 4 bô. Ồ. Thấy cũng không? Mà, còn biết thiệt. Mà bánh nào bánh nấy là loại đạp không nghe tiếng luôn à. Rồi cũng rồi đấy. Xe thầy có 2 bánh mà xe 10 bánh luôn à. Ghê thiệt, ghê thiệt. Bánh luôn nha các bạn. Xe của thầy có đèn đằng trước, xe của em có đèn đằng sau. Đây nè, đây là cái hộc đựng đồ nè. Đó, thấy cũng không? Hộc bự không? Cũng thiệt. Ôi có nóc luôn nè. Chứ sao? Ôi có người múa quạt trả luôn. Rồi lắc đánh luôn, lắc không luôn. Coi giữ, coi giữ. Rồi vô cái là chính đi thầy. Rồi vô cái là chính, vô là chính. Đi thẳng rồi á. Đây, đây là nhà của Minh Thọ nha các bạn. Chú sao thầy? Vô, 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 vô. Má. Ồ, em chào Chini. Chào. Chào mấy đứa. Chào ngân hàng quốc tế Việt Nam của em thầy ơi. Chung mà ai muốn làm dâu nhà Minh Thọ thì đây là mẹ chồng nha các bạn. Em ơi, xin tự hiểu thầy. Đây là nhà cái đến từ châu Âu. Ủa. Là ngân hàng 24/24 này ơi. Ghê vậy hả? Ngân hàng cho tiền cái thầy. Lúc nào thiếu tiền là rút. Rút. Mẹ cho con 5 xì. Ngân hàng của em á. Mấy đứa vô nhà chơi. Dạ. Không, chị cho em ủng phàm vô dưới em phá xíu. Rồi rồi. Chờ luôn ha. Ủa gì vậy? Cái gì em? Thôi. Mày có biết ai? Có biết ai? Thôi nha, chị cho em xin phép em xuống phà chơi xíu nha. Rồi, rồi, cho mày cũng không phá đâu, quậy thôi. Mình đâu có chơi xíu này, mình chơi cùng bữa nay, lắm một bữa kia, lắm bữa nọ luôn. 2 ngày luôn á. 2 ngày luôn chị ơi. Rồi rồi, mấy đứa cứ tự nhiên đi. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi. Đi Minh Thuận, đi Minh Thuận. Đi đâu nha, cẩn thận đó. Dạ ba. Kiểu kì. Đây. Ôi trời ơi. Rồi. Rồi. À, gì vậy Thuận? Rồi luôn. Rồi cho rồi cho rồi. Rồi cẩn thận. Ê chừng đủ. Giờ nó chỉ có cành cái này thôi thầy ơi, cái này nó nặng dữ lắm. Rồi rồi, khổ. Cần đi dưới này. Đó, xuống. Rồi đây đây. La. Cái dắt ngang qua luôn nha bạn. Bước qua là xong. Nha. Hello. Mà đang cái nóng nổi thôi. Ok. Rồi, giờ anh em mình sẽ review cái gọi là cái gì, cái pha hả? Cái pha. À, không. Cái du thuyền. Du thuyền này 10.000 sao nha bạn. Đó, lần trước trước đi. Đây để em giới thiệu cho. Theo như em thấy tình hình là 90% đây là sắt. Cái pha bằng sắt. Còn số còn lại là mấy cái đồ mũ của mình thổi lôi xuống. Anh là bậy đó. Sao? Xong đồ mũ, mấy đồ nhựa. Okay. Rồi bây giờ ở trước này là cái chỗ để nói chung là bạn, mấy bạn biết mấy nhà nào mà cha mẹ làm cu be là biết cái này để làm gì ha anh Phúc. Dạ. Em thắc mắc anh Phúc. Nãy em vô nhà mình thoại em thấy cu be đồ chơi. Cu be thiệt đâu? Cu be thiệt đâu? Kia kìa. Xíu em dắt anh em qua coi cu be thiệt. Ok. Thì tưởng cu be đồ chơi chứ. Rồi bây giờ đi ăn sao đi thầy? Đi rồi, sao nói chung là ăn trước nó vậy thôi các bạn. Đúng rồi. Tại rồi. Nó có cái này đó mà thầy. Gì nữa? Cái hầm luôn rồi thầy. Trúng đạn đó thầy. Ồ, vậy là đây trong hơn 10 tự nóng quá. Nóng, chỗ này nóng nha. Chui xuống đây là thành Tân Quay luôn á. Không sao đó. Không được rồi, bước lên đi. Mấy bà con gái còn phá hay là quậy gì á thầy. Thầy nhốt xuống đây cho em. Em đóng lại em khóa cái chốt cái kịch là xong. Là liệm luôn. Dạ. Cái đó là... Ê, cái đó thầy biết là gì không? Lò luyện đường. 7-7-49 ngày ha. Tối anh em mình xuống luyện cho lên khói nha thầy. Ok. Và đây là đồ của anh em mình không à. Giống như cái nhà luôn nha bạn. Đó có mấy chè. Sao cái nhà bóp luôn rồi. Thôi mở cửa này ra coi. Nè chuẩn bị anh em. Hai. Wow. Wow. Có đồ đây là hầm của cha em nha thầy. Wow, để thầy vô hầm này coi. Để thầy vô trước đi thầy. Vô. Cái chân trúng đầu thầy ơi. Ủa vô đây nào lẻ vậy? Em lính của be mà thầy. Em lính của be à. Đó dạng cái nhà luôn nha bạn. Nói chung là có mấy cái phà mà gắn máy lạnh trong đây luôn bạn. Đúng không? Thầy cho em mượn máy lạnh của thầy đem vào đây gắn. Cái này
cái hình như là nó giống lạnh là cái ghe. Đúng rồi. Mấy cái xà lan loại lớn á thầy. Đúng rồi, xà lan rồi á. Rồi giờ đi lên thầy ơi. Rồi. Em lên trên này coi. Nhốt thầy hả? Lên lo gì nữa. Đó. Ủa, rồi máy xăng cái máy đây là cái máy máy gì nói đi máy xăng này cái máy ủi thầy ơi máy ủi mà nói ủi mấy đâu phải ủi mấy cái chiếc cô bé gửi khen lên là đó gì hết là mấy cái máy ủi mà ủi xe tăng này thì biết cũng cái nào không cũng thiệt dạ mấy lớn lắm thầy ủi cô bé đồ chơi mà có giữ cô bé đồ chơi à biết rồi động cơ phản lực của máy bay đúng rồi máy bay mà bay trên trời tự nhiên lấy cái khiều của tay rồi gãy xuống móc cái máy gắn vô đây lại bốc phép cái chương dịch là biết rồi đó đó là cái chương dịch khủng không khủng thiệt nó cánh lật máy bay mà cánh lật máy bay thầy xíu cái này mình chạy cho bạn coi luôn ok thầy cái này gắn rồi cái ghế rồi cái ghế gì vậy trời cái ghế rồi thôi ra xít luôn em ơi đồ bớt gặn đi rồi bây giờ mấy anh em mình tiến hành đi ha dạ. Rồi ủa mấy anh em mình chưa chỉ đội gì hết mà thầy đúng rồi. Không ok để thầy lấy đầu ra chỉ đội dạ rồi okay. Rồi tập hợp nè tập hợp anh em chơi anh em gì vậy em đang mát vệ sinh thầy ơi rồi chỗ này mát lên lại ngồi dạ. Ơi mấy gì đụng đụng dưới vậy cái con gì dưới đây thầy trời ơi trời ơi lên nè lên thấy rồi dạ tôi đây chi vậy em đang tham quan dưới đây có cái gì không cái này đóng cái nắp hầm lên luôn thầy trời ơi la 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 có dầu chứ có gì đâu tôi thấy dạ dạ đã trong tem em báo nhất bây giờ em còn chui vô trỏng nữa thì mỗi lần mà nó qua nhà em là em sợ lắm luôn á thầy em không phải em sợ nó mà em sợ em quýnh nó muốn đặt tên cho thẳng báo đời đi nha dạ rồi bây giờ anh em mình sẽ chia đội theo kiểu bốc bài dạ rồi hôm nay anh em mình có 8 người đúng không dạ chia thành 4 đội thì khá ái nói chung là bận công việc gia đình nên là vắng hôm nữa rồi đúng không hả dạ đúng rồi chắc không buồn đâu ha dạ không buồn đâu bây giờ anh em mình sẽ có 4 lá bài như thế này thầy sẽ ra cho bạn thấy đâu bạn thấy rồi nè nè cái đường thoại bắt số 3 nha anh ta mới số 4 mỏ em á bây giờ 1, 2, 3, 4 đúng không dạ ai trùng số là một đội dạ đơn giản vậy thôi được rồi ai để em xào cho rồi thằng bài thanh hôi để cho làm lại đây là thằng thanh hôi quá là chuyên nghiệp rồi để đây luôn đúng rồi quá hay nhanh gọn xúc tích dạ chưa giờ anh em mình bóc bài ha dạ từ trái sang phải đi trái sang phải rồi từ chứ lộn xộn chi ba bốn trước bỏ tay ra sao mà tôi chứ rồi phải giấu rồi đi xuống không mở lên luôn bạn đó số 1 số 1 anh ba né ra lên được nghe ủa anh đâu đây hả nãy em ở bên kia mà anh nói từ trái sang phải mà từ trái sang phải rồi tới Trang chỗ 2 vậy là vẫn chưa có ai chung đội ok là Chi với Thận là một đội rồi đó ok em sao em thấy đây còn xì nữa con xì đó mà xì nó lại có ai xì xì đó mà xì Tấn ơi tới khen thầy tới khen ha mẹ ơi cái gì vậy con mẹ xô vẫn chưa có ai chung đội nữa tê thầy dạ, chắc chắn là theo Thanh Trọng Múc là sẽ có người chung đội số 2 trời ơi trời ơi bọn này luôn rồi không sao một là em móc chữ số 4 hai là em móc vô số 2 ok em chọn số 4 ơi số này của anh rồi coi nè khui số mấy số 2 số 4 rồi chúng đợi như Trang ok bốn nào kinh trái nhở kinh trái này hả thầy xin chúc mừng Minh Thổi ra mặt em được vậy là Thận Chi là một đội dạ Thẳng Thổi là một đội dạ Khang và Trọng là một đội dạ và Trang và Tấn Điên thầy Điên ơi sao em chịu nổi thầy đội em có một người điên sao em chịu nổi cho uống thuốc đều vô em nói vậy là không được rồi đó nó giỡn thôi chứ em đâu có bị gì đâu em nhảy xong đó thầy bị khùng xíu rồi vậy ha dạ
Bây giờ ai đã gõ đúng không? Dạ. Dựng liều lên giùm thầy đi. Ủa, dạ. Ủa? Liều liều là sao thầy? Dựng liều đúng không thầy? Vậy là em với anh có em mở liều bự, anh em tự chia. Có thầy nói chơi thôi chứ giờ ở chung. À. Bây giờ hơi liều lại tối đi dựng. Dạ gọi. Rồi bây giờ anh em mình đi thôi. Let's go. A few moments later. Ơi, cái bông đẹp quá à. Anh Tân, lại em nói nghe này nè. Gì mày? Lại hái giùm em cái bông này ơi, nó đẹp quá à. Thiệt chứ, tao bồ mày là tao nghi nghi kìa. Suốt ngày báo không à. Trời ơi, kêu bẻ giùm có cái bông à mà báo gì cái anh này. Đâu, cái bông nào đâu. Rồi vậy sao bẻ tới? Thì anh tìm cách thử đi, chứ cái bông đẹp quá à. À, anh biết rồi. Không, đưa ra xíu nữa. Nhảy xuống đây phải không? Nhưng mà anh chặt chặt nha. Lực lắm. Không sợ. Chưa được rồi. Chưa. Từ từ. Đây, đưa bông này. Cầm giùm em cái bông. Ok. Anh ba, chị Trang té xong kịch ba. Chị mới sáng sớm tắm xong rồi. Thôi kệ người ta đi chị ơi, mình câu cá tiếp đi. Ê chết, anh quên, Trang ơi, anh quên. Đưa đây, đưa tay đây. Anh làm gì à? Tự nhiên anh buông em ra. Anh quên. Thiên, mình tính tới xong kìa. Gì? Đâu? Nghe vô kìa, nghe vô kìa. Ôi. Cái bông là lên cũng không được. Lên nè. Trời ơi, làm gì với anh Tân? Vậy, xong rồi Trang. Ui, nóng. Trời ơi, chứ anh Tân ơi. Cái vậy? Vậy sao anh để bà Trang té vậy anh Tân? Anh làm anh kỳ quá à. Mày giỏi mày làm anh đi mày. Tại nó nhờ anh bẻ bông với bộ nên nó phải chịu kết quả vậy đó. Thôi đi anh Tân ơi, anh chung đội không được, đem chung đội cho. Thì mày chung đội đi, chắc anh có muốn à. Anh không muốn mà em muốn. Trời, nhưng mà thầy không có cho đâu. Mơ đi cưng. Mọi bên nói chuyện với anh đâu. Ủa? Này thì không cho nè. Cho anh biết cảm giác té xong là như thế nào. Bà nội mày Khang ơi, tao mà lên được mày không xong với tao bữa nay đâu. Gì anh em, tôi mới vô lấy xài cho anh em ăn mà ngoài đây nhoi sòi vậy hả? Cưng làm gì mà mặt mà cưng căng thẳng như Khang? Anh hỏi Cốt anh kìa. Cốt, cũng làm gì mà Cốt buồn phiền ai mà Cốt lên chảnh cũng ngồi hả Cốt? Buồn phiền đâu Cốt ơi, ngồi câu cá anh đây nó mới chiêu. Chứ mày đừng có nhớ ngái ra mày nhảy xong nha mày. Cái đó ẩu lắm á. Xuống ăn xài nè Cốt. Anh em ăn xài anh em ơi. Ôi xài chín luôn. Ok, xuống liền. Rồi mấy đứa chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Dạ rồi. Đây là đồ ăn buổi trưa này của mấy anh em mình nha các bạn. Dạ. Thì review cho bạn xem đi. Cái này là sườn anh Phúc. Sườn cộng. Sườn Phúc còn yên nguyên ở đây này. Không, tại vì thầy biết sao không? Sao? Tại vì cái sườn của này nó bự đúng không thầy? Sườn này cũng bự nữa. Thì em tưởng là cái sườn của thầy. Đúng rồi, có sườn của thầy rồi. Có cái tay cánh của thầy luôn. Đúng rồi. Cánh gà. Lâu. Em bớt giỡn đi. Ủa thầy có bị viêm cánh không thầy? Sao họ nó mà cười một cái mùi kỳ quá à. Cái nào cái mùi như là bị viêm cánh vậy á. Bây giờ xíu nữa nhanh nha. Mà hôm nay thầy mới mua món mới nữa vậy thầy. Đây bây giờ ở đây là thịt hung khối. Đây hung khối hả? Ôi. Quay quá hướng kia. Ui đúng rồi. Đó. Xuống lòng sới thịt luôn. Cái này là rồi đừng đụng vô nè, hạn chế đụng vô nha. Gà ủ muối thầy. Nè gà ủ muối, đừng đụng vô. Gà giác vàng, sao có nửa con hả? Bụ theo bụ thầy. Hai người ăn nửa con được rồi. Sao thầy nghèo dữ thầy. Thầy nghèo đến mức đó luôn hả thầy? Thầy kẹt ngân sách. À. Rồi bây giờ thầy giao chơi sao? Giờ anh em sẽ lắc cái ngầu. Dạ. Đội, mỗi đội sẽ cử ra một bạn lại lắc. Ok. Đội nào lắc lớn nút, đội đó sẽ được chọn đồ ăn. Dạ rồi. Ai lớn nút thứ nhì, thứ ba, thứ tư vậy đó, tiếp theo. Được rồi. Dạ. Rồi bây giờ ai lắc trước? Em. Cho đội em lắc trước thôi. Anh em nào giành ha. Tôi khô máu với anh em luôn nè. Rồi chạy xe tăng rồi đó, bây giờ ở đây giúp có bơm nè. Họ giờ lắc trước luôn á. Rồi thôi cho bên đây lắc trước. Chạy sang phải. Ok không? Okay. Rồi ai lắc bên đây tao lắc không? Em lắc luôn. Anh lắc vô số 6 em buồn. Anh mà lắc xuống số 1 cái em cho anh bay xuống trên liền á. Ê.
Làm như Việt Nam nói là làm. Rồi, nghe sao? Trời ơi, trời. Rồi, vừa cái lòng em chưa? Cho chừa nha. Trời ơi. Rồi, em. Cái bộ em. Rồi, tới em. Ôi, lấy mình hàng cái nắp. Đây, 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 đây. Rồi, vậy là đội tôm chắc rồi. Nói chung là chọn nó ăn mét rồi đó. Dạ. Rồi, bây giờ, nói chung là em... Làm gì đó. Em cho bọn em lắc. Em cho tao không? Em định lắc mà giờ lấy bơm cái hù dọa em đi thầy. Thôi kệ cho. Gì vậy? Thố lên cốp. Trời ơi, gì ra? Con máy gì ra? Ba nút nha các bạn. Không được, chọn số 2 là được. Thôi cái này. Thôi đem bơm em. Tới em là thầy. Ok. Cái này bấm không ta? Không. Thấp pin rồi. Thấp pin này coi. Một, 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 tao nút, tao nút, tao nút. Nó ta hay nè. Rồi, mở lên. Ủa trời ơi. Không lắc lại đi nha. Vậy là đội này còn cơ hội. Sao lắc lại được thầy? Chứ sao? Là đội này là đi người đi thứ nhì. Nếu như đội này một núng là em đi nhất nhì. Hai ba. Đúng rồi. Tại vì hai cái này sao lắc lại được. Đúng rồi hai. Thì hai này lắc để chung. Để đi 3-4 đúng không? Trời ơi em không hiểu gì hết. Đội số 2, số 2. Giờ em 3 lắc luôn. Tới được đội em xin cam đoan luôn nè. Anh em nghe nè, tôi mà không lắc ra trên 4 nút á thì anh em quăng xuống sông luôn. Okay. Không có nói nhiều. Okay. Làm. Chuẩn bị nè anh em ơi. Quăng xuống sông. Chưa. Hai bốn nút chưa. Bốn nút là chưa quăng mà thầy. Câu vừa đủ xài ha. Rồi giờ đội anh ba sẽ chọn đội ăn trước. Dạ. Và tới Thoại. Em ơi, anh với tao. Rồi giờ hai đội này làm lại đi. Dạ rồi. Nãy bên đây trước rồi, bên đây trước. Rồi. Rồi em mở luôn, mở luôn. Mở luôn. Mẹ ơi. Nhức nhức cái đầu rồi. Nói chung là thầy biết đó cho chạy xuôi là bên em thứ ba chắc rồi. Ok, lắc đi Trang. Lỡ một nút nữa sao? Không có đâu thầy. Mở luôn. Dạ đội này chọn thứ ba. Và em chọn cuối cùng. Rồi bên em chắc ăn bắp rồi. Rồi vậy là đội em chọn cái gì nè? Trời, chọn đi lên chơi. Tôi nhờ anh ba chọn trước luôn á. Chọn đi. Chọn đi. Chọn nào? Trời ơi, chọn cũng lâu nữa. Gần có rộng thôi. Nè, ăn bắp nó màu luôn. Món này thấy món này ngon nè. Rồi giờ em nghe theo lời thầy. Rồi không biết nha, thầy nói thôi nha. Ok. Ok, tại thầy nói ngon thầy ơi. Ok. Ok. Và tới đội em. Nói chung là bên đội em thì già lắm cẩm rồi, găng cỏ muốn đụng rồi. Thì lấy cái gì để lấy con. Đó. Này. Lấy luôn. Không? Ăn gạo muối rồi. Gạo muối phải không? Rồi tới đội của em. Bảy ở bên đây. Đúng Trang. Rồi, em đưa cái đó cho anh luôn đi. Trang mà Tân. Em đưa anh nào cứu hả? Đây, em ơi, canh gà. Đây, đó. Con rồi. Mấy canh gà nó bị viêm á. Nó hôi lắm. Rồi. Ê, em lấy độc chị độc. Đúng rồi, có đồ ăn là được rồi. Chứ không phải là lấy độc rồi chị bệnh thêm á thầy. Nói gì vậy? Rồi bên đây sẽ được chọn trái cây. Giờ rau củ quả em chọn nào trong bốn loại nè. Hả? Bốn loại hả? Rồi thì giờ anh ba lựa đi. Anh lựa hết luôn. Bảy. Mấy cái này hả? Không có, bên đây. Bên đây. Thôi chọn sát xứ leo cà chua. Ủa không? Trái rồi. Cái này chắc chuẩn bị thiếu rồi. Thôi lấy một trái đã đi. Em lấy một trái cũng đủ ăn rồi. Rồi chọn nước ngọt luôn. Ngọt cái bác sĩ chứ. Rồi, trái cây nữa. Trái cây chọn cho nó kia. Trái cây rồi. Chọn này đi. Hồi nãy anh ba muốn là tôi sẽ chữa thêm. Rồi, tới lượt em. Rồi, tới lượt em chọn cái gì? Mình lấy dưa leo đi hả cô? Thôi dưa leo đi, ăn gà với dưa leo. Ăn gà có dưa leo cho chán miệng chứ không bị mất cổ. Sao thầy của mày? Nước đi em. Uống bác sĩ đó. Nước thì phải uống bác sĩ cho nó có tiêu hóa đồ. Đi là nước suối nó mới ấm. Ấm gì mà ấm. Dạ, lòng bác sĩ đi. Lòng bác sĩ đây đi. Thôi em ơi, em chọn chót rồi, em còn giành nữa. Tuyệt quá à. Rồi. Thì trái cây thì tụi em lấy táo cho nó nhiều cây. Bỏ trái thanh long lại. Lấy dĩa táo này cây. Rồi, trời ơi. Ok, tiếp tục đội này. Trang. Bỏ hai trái bắp lại cho hai nó lấy nguyên cái mâm nó lại cho anh. Ok, rồi lấy hai cái số luôn. Anh Vô, em có trái cây hả? Không. Giờ tụi em chế biến ăn nha thầy. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến đi. Dạ. Ok, đã gõ đồ ăn ha. Dạ. Nói chung không có gì để buồn hết anh Trọng ơi, chiều mình không có gì để buồn cả. Rồi chế biến đi. Dạ. Yeah.
đồ chơi đó. Ôi thịt gì, thịt gì nghe mùi thuốc bắc không trời. Ôi, thịt bên nước bắc đó. Nước bắc ôi khét ngay, khét ngay. Gà gì mà khét, gà này người ta ăn đông lạnh luôn chứ không phải như mấy người mà về đặt ướp chảo đồ hiểu không. Thuốc bắc hơi sướng đã, thịt đã. Thổi đi cho quen. Ôi quen thì quen. Thổi đi trời ơi cho cắn miếng nè. Cái chảo khét kìa không lo. Dục vô dục vô. Cham gan. Cham giá dòng. Đúng rồi. Xây. Xây. Xây đã đi. Đúng rồi. Xây mạnh lên. Mạnh lên. Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời ơi. Ghét quá. Xây viên. Nó ghét. Xây. Có ghét đâu. Giờ nó ghét nè. Trời ơi anh ba mình thổi lời kìa. Nước mới nè em ơi. Cơm mới luôn rồi nè. Trời ơi đã chứ ta. Gà gà. Mày khỏi giấu đi mày ơi. Tao biết hết rồi đó. Con mắt tao dữ lắm. Mày mày lấy giùm mày đưa một hai miếng thịt đây mày. Ừ. Ok. Thấy chưa? Đấy, đúng rồi. Trời ơi, ra sao ra sao. Tao giá cho mắt nhạn thấy bà mày luôn. Cho mày cái tật láo ăn hả mày. Thôi nha, hôm nay mấy này mình ăn mừng vô nước buổi trưa hôm nay cái đi. Đây. Còn ngày mai nữa mà. Rồi. Vô. Ê ê ê ê. Ui. Vô à. Kẹp vô bỏ bây giờ. Ê ê gì mà. Vô. Đừng có chạm vào nhau nha. Đúng rồi. Bên đây là gà còn bên đây là sườn nha. Rồi. Một hai ba vô. Hai ba vô. Hai ba uống. Uống nha. Uống uống nha. Sườn mắc hơn gà nha. À, nhưng mà gà ngon hơn sườn nha. Tao nói he một hồi uống nước của gà vô nổ bụng luôn à. Trời ơi. Cái tiếng nổi mắc kỳ dữ cái tài. Ủa lớn gì vậy. Trời ơi, nó tiêu luôn rồi, tiêu rồi. Gán uống đi. Ngày hôm qua tao coi trên 60 giây á, có thằng uống nước ngọt mà chuyển đi bệnh viện luôn á. Thôi, ai nói vậy nói, mình ăn là ăn nha Cốt. Vô, xé đùi ra ăn thôi. Nhưng mà tôi nói cho Cốt nghe nè, cái cánh này á, thì đâu bên kia ăn gì? Cánh gà nướng. Thì bên kia ăn được một góc của mình thôi, đặc biệt bên đây ăn cái gì? Sườn nướng. Mà sườn nè, đó các bạn thấy sườn không bạn? Xe. Sườn có một góc thôi nha bạn. Đó. Sườn là mấy nay mình xé cái một. Còn cánh, cánh sao Cốt? Ơi, cánh xé sao? Cánh là lặt lặt cái nào? Là xé. Cho nó dài vô ta. Dài vô ta. Thôi em bỏ làm màu á. Chị em mình ăn đi chị ba. Ok. Quay. Vô. Chấm miếng thịt liền. Làm miếng thịt cho nó vui nhà, vui cửa nha mày. Kha chương phà nha. À, mời bạn khai nha. Chương phà mời mấy bạn ăn nha. Vô. Vô. Đã. Mẹ ơi, có bài. Cảm cái này. Lên lên lên. Làm miếng leo. Trời ơi. Ngon Cốt, ngon lắm. Để tôi, tôi. Trời. Cốt, sao Cốt chấm ở đây mà Cốt ăn ở đây? Ủa? À, cậu nữa. Ừ. Ừ. Ăn hai miếng luôn. Làm sao cao. Quá ngon. Hồi bớt cơm khác. Cơm đã kìa. Mấy nước dễ khác cái nên nướng mấy giờ khác quá trời khác rồi. Uống đỡ đi cho nó thanh thanh tao. Vô. Vô. Nãy đợi cơm lâu muốn chết luôn. Ăn bữa cơm mới no cay. Thương quá. Ăn cơm xong gấp đồ ăn Cốt. Nè ăn nhiều vô mới nghe. Anh em mình không à. Anh em mình không. Hay. Ăn là phải kèm rau vô mới ngon. Trời ơi gấp miếng rau rớt tới rớt lui không biết ngon không. Ngon. Cà này cà gì đó? Cà chua. Chua thiệt.
mà cà chua mà sao không chua được anh Tân? Thì bởi anh mới nói nó chua. Trời ơi, tội nghiệp bển quá. Giờ này mới được ăn cơm. Bển ăn cơm là đợi mình biết ăn gì không cốt. Ăn tiết cây à. Ai cũng mang một lọ gà thôi chứ có khác gì đâu mà nói. Đúng rồi cốt, quá hay luôn cốt. Trời, cái gì vậy? Đang chưa mày ơi. Trời ơi, tại tôi chơi thầy. Tắt nước không? Tắt nước rồi. Tôi chơi thầy. Tôi chơi. Tôi chơi chung thầy. Trời ơi. Tắt nước rồi vậy, tắt nước không? Tắt nước đi. Chơi, tắt nước chơi. Trời ơi. Tụng dữ vậy. Ây da thầy. Chơi thầy. Tập hợp đây nè, tập hợp. Tập hợp chi nữa thầy, tắt nước chơi mà. Rồi. Đừng bỏ. Lại. Dạ. Cái này gì rồi sao tắt nước ra? Dạ. Mở hai lỗ lại ra. Hai bình thường. Rồi không cần giới thiệu em ơi. Bà nghe là hết nước luôn mà. Rảnh hay ghê ha. Bây giờ mấy anh em mình sẽ ra đây chơi trò chơi. Dạ. Bây giờ anh em mình sẽ chơi trò chơi đó chính là đập. Đập gì vậy? Đó, đập trên bài vậy đó. Ủa giờ trò chơi hả thầy? Nói chứ trò chơi quảnh tù xì đập gói. Ok chưa? Được rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia thành hai đội thôi. Hai đội. Vì mình lấy theo đội cũ hồi sáng đi thầy. Đúng rồi. Thầy anh quên đó. Đây chưa, đây là chưa. Ok, đội cũ hồi sáng luôn. Dạ. Rồi. Đủ luôn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lại lại cái thằng gan nè. Trò chơi này thầy mới nghĩ ra thôi. Dạ rồi. Bây giờ hai đội ngồi lên đi. Ngồi chùm hổm lên. Rồi. Xong rồi, quảnh tù xì. Rồi, tới công chuyện rồi. Vô. Ba, chưa, ba gói cũ. Em thử thầy. Không. Vậy không, có dùng cái gói gì không? Nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi kéo lên kìa. Kéo lên kìa. Later. Rồi bây giờ mỗi đội cử ra một người để solo đi. Ví dụ bên đây chọn chơi trước đi ha. Vô, em chơi trước hả? Rồi em chơi trước rồi em chọn bên đây đi. Bên đây ai không có, bên đây ai muốn chơi với trọng thì lên. Có, thở luôn. Em chưa nói em chưa chơi thẳng lên luôn á thầy. Thì cốt em mà. Ừ, chơi luôn. Chơi luôn thầy ơi. Đúng rồi. Nhưng mà cút gà quá à. Sao. Chưa biết ai hơn ai nha. Rồi, gà. Vô. Rồi bây giờ bước lên đi. Em sẽ nghĩ tới tương lai em sẽ đi vệ sinh. Cố gắng thắng. Ngồi không được dính, ngồi không được dính. Rồi ngồi im nha. Okay. Rồi bây giờ thầy giao nè. Ví dụ như quánh người kia mà nó không ngã. Dạ. Thì sẽ quánh tiếp, tù tiếp. Dạ. Chỉ nào có một đối phương ngã thôi. À dạ. Hiểu rồi. Bây giờ quánh tù xì đi. Tù xì. Rồi em gán em chuồn sao để cho không chậu quánh em không nha. Không té. Em sẽ làm bên đồng da sắt. Rồi. Em bắt chớn nè. Em ra để con chớn được sao em mới được. Rồi bắt chớn đi. 1, 2, 3. Vẫn không nhúng nhích nha các bạn. Xem cứng với lại. Rồi tiếp tục. Cái này bằng toàn là bằng gì ta? Gòn. Gòn không quánh không có thấm thía vậy cho mọi ơi. 1. Tiếp tục. Nhức đầu quá thầy. Gán mình trả thù. Gòn xây. Tiếp tục. Tiếp tục. Mày xong rồi. Không được dịnh tay, không được dịnh. Được dịnh nha. 1. Rồi tiếp tục đi em. Em cầm em tù xì. Đưa cho thầy rồi. Go say. Tiếp tục. Hết lóc luôn em. Cái này bay tới kinh bảnh luôn. Được hết. Bắt chớ giữ lên. 1 2 3. Tay liên nó thận quýnh dữ quá, cái tay em tay trái quýnh không có được. Rồi bước lên. Rồi cao xin lỗi thôi à. Rồi 1-0 dành cho đội bên đây nha các bạn. Yeah. Rồi vòng đầu tiên thì đội của Thanh Trọng đã chiến thắng nha các bạn. Yeah. 1-0 dành cho đội của Thanh Trọng. Yeah. Không có gì buồn hết thầy ơi. Đội em còn 2 gà chiến chưa ra nữa mà. Ok.
Rồi bây giờ vòng thứ hai thì bên đây được ai lên trước? Lé Sư Nguyễn. Rồi Lé Sư Nguyễn đúng không? Rồi bên đây cử ai lên đi? Tân Điên. Tân Điên đây. Tân Điên. Chị em hai. Thôi không được ba ơi. Chơi kệ mà. Ok tôi lên luôn. Rồi. Cái đầu đẹp với ta. Đầu đẹp với ta. Hồi nãy thầy giao phần thưởng cho. Dạ chưa. Rồi ai? Rồi. Chưa có giao. Trái cây á anh em, hình như trái cây gì á. Chưa có giao. Chưa giao phải không? Dạ. Bây giờ đội nào chiến thắng sẽ giành được phần giải thưởng. Một phần trái cây. Dạ. Là hai trái cây, hai phần. Rồi hai phần đó lại. Giờ mình sẽ chơi 5 vòng thôi nha. Dạ. 5 vòng thôi, 1 vòng rồi đó. Dạ. Rồi, cái gì vậy? Chưa tụt xì mà. Ừ. Rồi hai đứa em lên đi. Anh bị đặt ăn kem với kẽn hả? Dạ. Có lẽ em bắn á. Biết rồi à. Cố lên nha anh ba. Rồi, quánh tu si đi. Rồi anh ba sướng rồi, sướng rồi. Rồi quánh tu si. Si. Rồi, yeah, đội Thanh Tân giành chiến thắng. Thầy cho em một cái gói. Rồi, Sai ra cho Thanh Tân quánh nè. Giúp đỡ. Ông Minh đi bớt mi không. Sai ra, lại chung. Sai ra. Rồi, nè. Trời ơi, cứu tôi. Sao thế á? Học sinh nghe, học sinh. Anh được lắm. Anh được lắm. Ok, vô. Anh ổn. Được chứ. Không cần cái giếng nha. Trời ơi, sao anh trời. Thôi. Không sao. Chúa phù hộ em, Ở đằng nào đây rồi? Rồi mất cái gói của thầy luôn rồi. Rồi anh em. Em đã xong rồi. Em trốn chưa khi này em bị quấn sao lại. Con giọng lên nhìn thầy đi. Trời ơi em làm mất cái gói của thầy rồi đó. Nhưng mà phải vậy chứ thầy anh Tân chứ. Cái đầu anh vậy quấn gách gói em sao thầy. Nhưng không sao thầy mới lấy được cái gói mới. Thầy cho em nhảy xong trước luôn nha thầy. Nhảy đi em. Thôi. Rồi bây giờ tới lượt của anh em. Anh em thôi. Anh lấy đũa thôi. Hoài Kim. Hoài Kim. Thử đau. Rồi ngồi đi. Anh em đừng bỏ tôi. Rồi ngồi đi. Xích ra cho. Cái gói này khá là nặng nha bạn. Nói chung là bự gấp đôi đó kìa. Đừng cho gấp nha anh ta. Hai. Tại sao anh dám bao chị tôi? Mình phải biết chơi chiến thuật. Đừng để lại. Đừng đi lại. Ủa nãy thầy đâu có dao né đâu. Anh Tân. Vậy là anh Tân té xương nương. Rồi lên đi. Rồi vậy là 2-0 dành cho đội của Thanh Tân. Ơi ngồi đây chị ạ. Ủa thầy giỡn em như thầy. Đội em vẫn đang tưởng là thầy đang cho tụi em thi lại. Đúng rồi. Thi lại gì giờ Thận té xong thì Thận thua. Thôi anh ba tin Thận nghe, anh ba Thận nghe tự nhiên đúng không ta. Thầy giao là ai té xong đúng chưa? Dạ rồi. Rồi vậy là 2-0 dành cho đội. Nãy anh ba cầm cốc chai nghỉ lắm mà. Rồi 2-0 dành cho đội của Thanh Tân. Yeah. Tiếp tục đội bên đây thù nữa. Ủa thắng được không? Dạ. Bên đây ai lên trước? Lên chi? Ôi lên chi? Thôi cho Lan Chi lên trước á. Thôi gì bên tôi cho chị lên luôn. Hai đứa nhảy lên luôn. Rồi ok. Rồi lên ngồi đi em. Rồi quánh tôi xì giùm thầy đi. Đúng quá thầy ơi. Tôi từ từ thôi nha. Xích gai nha, ngồi xích gai ạ. Quánh tôi xì. Rồi vậy là Trang ủa lộn Chi sẽ được một lượt đánh. Chẳng lấy một điểm về cho đội nha. Điểm nha. Cố lên, cố lên. Nè có quyền né nhưng mà không được chạy khỏi không gì. Núp gì đó nhảy lên cũng được nữa. Nhanh tay nha. Em. Rồi chuẩn bị. Một. Em muốn chỉ còn lấy một điểm là được đúng không thầy? Đánh sao mà té dưới mới được. Đúng rồi. Dạ. Rồi đánh hết lắc luôn đi. 1, 2, 3. Trời ơi. Quánh nhẹ quá. Quánh nhiễu dữ em. Cái gói nó nặng quá cầm không nổi rồi. Ok được tôi xì. Tù xì tiếp. Quánh tù xì. Trời trời. Quánh lên. Tiếp tục rồi. Quánh đây. Làm chi. Bắt chân, bắt chân. Chân đúng rồi. Rồi tiếp tục đi em. Quánh tôm xì. Xì. Không chơi cái giếng. Đúng rồi. Cái giếng. Lại lẻ lên. Tốc độ 1, 2, 3. Yeah.
nhất cái nào đi. Nè đây nè, ngay chỗ trung tâm thương mại này nè. Trung tâm thương mại cái này nè. Tú vô cũng. Thôi nó luôn lấy hết khả năng. Trời ơi. Trời ơi. Em quên nay giờ 3 lần chưa ngã đó em. Em không biết sao luôn thầy ơi. Hẹn này chơi tới tối luôn quá. Dạ. Tới mai luôn quá thầy ơi. 2 3. What? Lên trang lên nào cầm không nổi lại đi ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống ngồi chầm phẩm lại hoàng lấy chân xa xa ra rồi quất quất trời ơi yếu quá tiếp tục quýnh này chắc chạy em mềm xương luôn quá thầy mềm xương hả chạy cho em lòi xương luôn quýnh đâu xì đây vô trời ơi tưởng đâu 4 lần 5 lần luôn chứ bỏ lỡ mấy cơ hội mà không ăn được trời ơi trời ơi này chơi chết chiều thiệt luôn á quá nó mạnh lên dạ 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 một điểm một điểm rồi thêm một điểm quánh tới chiều luôn chứ mà một điểm gì một điểm lấy bây giờ mình quánh mấy cái rồi em không biết có thầy xương xương chắc cũng cỡ tầm chục cái đổ lại không em ơi không em xương xương phỏng thôi mà chứ em có biết đâu nãy giờ mới có 6 cái mà chục cái thì lấy một chục cái đổ lại mà rồi quánh tôi xe đi trời ơi, em quýnh mạnh lên. Hết sức luôn. Trời ơi, ai nhảy xuống hả? Ai em nhảy xuống cái nữa. Quýnh mạnh, quýnh mạnh, quýnh mạnh. Rồi 1-2 dành cho đội của Lan Chi. Nói chung là cũng gói này nó quýnh cũng không có gây sát thương. Không sao. Mình đây nhiều sát thương. Sao thế được là bao nhiêu chưa? Rồi bây giờ đội nào thua đội này phải không? Dạ. Hôm nay tiếp tục ai lên? Để em. Ôi, đúng rồi, còn có mình tương đối mà tôi không lên ai lên hả? Vô. Rồi bên đây tới ai? Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em. Đường mình đi sẽ gặp một thằng, một đoạn đường mình sẽ gặp một thằng và sẽ gặp một người tốt hơn người đó, đúng không? Vô đây. Chơi đi đâu? Vô đây nè. Vô. Vô có mình mạnh mẽ mà dở áo lên cho mọi người coi. Vô. Vô lại. Nè, mày cái nào? Em chơi em không có gì hết, không có gì hết. Rồi rồi, chầm hỏng đi. Chết rồi Thác ơi. Thác ơi. Dạ. Thấy em chắc không qua nổi kiếp này quá. Em cũng mất gặp đó hung mạnh rồi. Kiếp nạn số 82. 82. Rồi giờ quánh cái xe đi. Được rồi, góp được. Biết đâu em thắng sao lãng. Dạ, biết đâu rồi. Em phải dùng cái não vừa của mình. Rồi quánh cái xe đi. Quánh cái xe đi. 1, 2, 3. Kinh chắc nhở. Kinh chắc nhở. Thắng rồi, thầy nhảy chắc em nhảy xuống sông luôn đi. Sao em lỡ lại chắc là nghe. Thu non được không thầy? Được em. Thầy rất sức kèm. Thu non các em có chịu thu non không thầy? Rồi, vô. Thầy ra chèn ra, lấy thế. Chuẩn bị. Anh em mình không muốn nhẹ thôi. 1, 2, 3. Trời Hụt ơi. Ủa bánh đâu Hụt vậy? Tôi chèn cái đầu bên đây. Trời ơi, văng nước tùm lum luôn rồi nè. Rồi. Chứng tâm sao nào? Văng nước vô mặt quá. Ê, cái đầu ông đập vô đây rồi. Anh em cố xuống vậy. Vậy ông sao? Không sao. Em không được. Được. Rồi, sao tiếp? Vô. Cùng lại em ổn ha. Dạ em ổn. Nhẹ mà, nhẹ mà. Rồi, đi đâu, quánh đâu xây. 1, 2, 3. Rồi rồi. Tôi mình con, tôi mình. Ai kiếm cái gì, kiếm cái gì nữa? Có cái xác không? Còn gì vậy? Con. À. Cái này đó mà. Em điểm luôn này. Vậy gì đó. Rồi, chuẩn bị. 1. Thấy rồi, thầy kêu mua quýnh khang xuống vậy rồi. 1, 2, 3. Tại sao nãy quên khang mà nó quên chưa vậy? Nó quên chưa? Bất chí em thì quên chưa? Thằng bọn em có quên không ta? Có em. Gì vậy? Rồi tới đâu? 1, 2, 3.
Không có cái gì. Bố lại giao đầu rồi bố lại. Lại. 2 3. Cái mẹ cười này gian xảo này chứ. Trời. Chụp ơi. Một. Ê, buông tay ra. Thôi. 1, 2, 3. Em quánh gì sao? Cắt hứng sao? Em bắt được mấy chí rồi. Tôi. Vô. Tôi phải nói một mình. 1, 2, 3. Chết mày rồi con. Đưa em. Tới số em rồi, Đáng ơi. Mày vô. 2, 3. Đây. Sao nó nhảy luôn rồi lại. Chú quýnh nó hả? Nó nhảy luôn rồi. Thế toàn em rồi. Ôi. Nhục nhã gia phong. Trời ơi. Ok. Gạo quá Thổi ơi. Vậy là mấy không người ta? 3-1. Dạ 3-1. Dạ 3-2. Thôi 3-1 thì thầy nghĩ em hết cơ hội. Khỏi quýnh chơi gầm thứ 5 ha. Tại sao hồi nãy thầy không nói 4 vòng cho rồi thầy? Đúng rồi. Không có, tại vì 3-1 quýnh gì nữa. Đúng rồi. Dạ tôi rồi, em thắng nữa thì cũng 2-3 thôi. Đúng không? Đúng. Rồi giờ đội bên đây sẽ giành được phần thưởng, đó là phần trái cây. Rồi 3 xuống tắm đi. Dạ. Ủa rồi em được tắm không thầy? Được. Được thì tắm. Đúng rồi. Bay thôi. Rồi tắm rửa sạch sẽ hết chưa? Rồi. Bây giờ anh em mình sẽ nhận giải thưởng. Dạ. Đội nào chiến thắng sẽ được 4. Đội ủa này cặp đôi hả ta? Đúng rồi mấy thầy. Đội nào thắng sẽ được 2 phần mì bự. Mì này hả thầy? Đúng rồi. Trời ơi bự gì to. Hồi nãy thầy giao là được chiếc cây của mình thầy. Mỗi bữa thì nói chung là chiều thầy quên giao, nhưng mà mỗi bữa lúc nào mình cắm trại cũng là đội thắng sẽ được phần ăn ngon mà. Trời ơi. Em bản ăn mì này hả thầy? Đúng rồi. Trời ơi. Xíu à. Nhưng sao nó? Uống nước gì thầy? Uống nước suối. Trời ơi. Thôi mình uống gì anh em? BCA. Ê cô, bản nhìn hoài. Ê cái gì tròn tròn đó kìa chồng. Cái bữa em nè. Trời ơi. Cái bữa cái gì vậy? Cái bữa thầy chưa nói mà. Em thấy thầy để nó tụi cho tụi em. Nhưng mà cái bữa dành cho đội thắng. Em thắc mắc nghe thầy. Sao? Mấy bả lại mày nhìn hoài anh Tâm. Đúng rồi. Nhìn đây nè. Nó tiếng thấy oxy. Tưởng tiếng thấy oxy hả? Rồi nói chung là đội thắng sẽ được ăn mì to. Dạ. Còn đội nhỏ thì ăn mì với trứng luôn. Dạ. Nhưng mà mì nhỏ. Đội lớn cũng được cái trứng nữa. Dạ. Rồi vậy là giờ anh em mình đi tiến hành chế biến đi. Dạ. Kia phải đợi mì nó khô mới ăn. Bên mình ăn liền quá anh em. Rồi, để nó lên ba. Vô. Ồ, quá đã, quá đã. Wow. Rồi, ai cũng đã chuẩn bị mì xong nha bạn. Dạ. Quá đã lắm. Dạ rồi. Em đợi mũ gì nữa. Hai máy. Chứ cây thầy cho em một chiều nè. Cái nào mới gọt này. Tối nay em nghe mùi buổi không á. Vậy mới thơm mới hài. Anh em vô nước cay. Dạ anh. Nước gì ta? Thôi nói chung là uống nước suối với ăn mì cũng không sao đâu ha. Thôi giờ mình chung vui đi, nói chung là cuối ngày rồi. Thầy hỏi. Thầy em đợi thầy mà cái ly mì của em là thầy. Xảo lắm rồi. Giờ nó nhõng nhẹt. Em đợi thầy cái gì? Ủa lộn, em đợi anh em. Trời ơi. Vô anh em ơi. Rồi. Xin lỗi.
Trời ơi, điếc lỗ tai luôn rồi. Trời ơi, Thành nghĩ đi em. Vô cái anh nghĩ luôn mày ơi. Được cái vô bạn. Rồi, 1, 2, 3, vô. Gì vậy? Hai ba vô. Không nhầm chung vui cái đi. Một hai ba vô. Thì nhưng mà tối ngày không. Nói nữa đó. Nước suối uống dữ chạy. Nó khiêu khích người ta chi ta làm lại đó. Nà. Rồi giờ vô mày đi. Ăn đi. Trời ơi con mày kéo nó dài nè. Ôi mày mì khô mày. Gì tốt đó hả? Ủa. Đây nè anh ba bên đây nè. Rồi vô luôn đi em. Vô luôn ăn chi. Dạ. Mời mấy bạn ăn nha. Múc bàn. Nóng không? Nóng thôi. Nóng ha. Ngon lắm thầy ơi. Ok. Mì Doraemon này ngon dữ lắm. Ngon bên thầy. Ngon. Ngon nhưng mà dành cho đội thua. Ui bên mình toàn ăn mì Hàn Quốc rồi không ha. Mì khủng long. Khủng long mì gì em nổi. Mì khủng long bên Hàn Quốc á. Ok. Ok. Mời bạn nha. Rồi. Mời bạn luôn nha. Ủa cái trứng trong đập trong đây đâu? Trứng nó nát luôn hả? Trời ơi. Trộn luôn rồi hả? Trộn luôn hả? Béo lắm hả? Ngon hả? Ờ bên đây ăn mì omachi nha các bạn. Vị phô mai. Có con tôm nữa. Nhưng mà không có con tôm ở trong mì. Nó hòa tan cho cộng mì rồi thầy. Em hay thiệt. Rồi vô thử miếng đi. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Trộn luôn cái đã. Mì nó dài vậy nè. Ba cái mì phô mai ăn ngán không chết. Mì Doraemon này nè, cái thời trẻ trâu mình thường ăn nha các bạn. Đúng rồi, giờ mình ăn lại là suy nghĩ lại cái thời trẻ trâu của mình. Ở chuồng tắm mưa. Cảnh quá, ở đó mà trẻ kể về cái thời trẻ trâu. Ở đây mì nhán là tôi đã có Pepsi. Nó đã khác, nó đã ngán liền. Ăn tiếp. Trời ơi, ăn mấy cái mì đó sao nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Đúng rồi. Còn nữa, hồi đó tụt quần ra lấy cái thùng bắn siêu cũng bóc 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 nè. Bóng xinh luôn á. Bắn này. Nhưng mà giờ lớn rồi. Lớn hết chơi phải không? Tối nay chắc chơi mình tại vì ăn mì Doraemon nhớ lại thời trẻ trâu. Nói chung hồi nhỏ ai mà không thời trẻ trâu là người đó tuổi thơ bất hạnh đó. Dạ. Bạn có không? Dạ không thầy. Gì? Tuổi thơ bất hạnh này. Ủa sao không có thời trẻ trâu luôn thầy? Ê. Ui. Chị giống tôi anh em ơi. Biết sao? Tôi mới đẻ hôm qua. À mới đẻ ra tướng chào bá luôn. Bớt nổ đi mày. Thôi banh hết chỗ này luôn á. Thời còn trẻ trâu là chơi gì cũng ngu mà chơi ngu là giỏi thầy. Đúng rồi. Chơi gì phá mà. Nói chung là đó thầy cũng vậy đó. Giống này nè thầy. Hả? Giống này nè. Giống này nè. Đúng rồi. Bây giờ hắn vẫn còn còn trẻ trâu. Còn trẻ trâu. Vậy còn Thủng Nhi. Rồi sao giờ này chưa vô ngủ nữa? Em xuống cho dạng xuống ngồi thầy ơi, để ngồi. Mấy anh, dạ. Đi vòng vòng cho nó xuống thôi. Rồi ủa? Thì tối nay em với Trang là ngủ trong cái liệu nha. Dạ. Còn mấy anh em mình ngủ trong cái phà luôn. Dạ. Ngủ trong hầm thầy ơi. Mình dạ. Vừa nằm vừa nghe nhạc chiêu chiêu thầy. Ok, có khỏi nhạc cốt, tôi có nhạc với âm thanh với đít à. Trời ơi. Trọng ơi. Dạ. Em bớt lầy đi Trọng ơi. Dạ. Giờ ngủ vô, vô. Thôi đừng ngủ trong đây. Ê để vậy tôi ngủ mình ở đây đây. Đình cái tung cái bà luôn thầy. Thầy nói cho lạ lên trọng cho ai ngủ mình đi thầy. Thầy chịu nổi. Ê ê ê. Đậy lên đi thầy ơi. Lại đi. Phá quá thầy ơi. Rồi giờ anh em mình vô ngủ chưa? Nãy giờ đi nãy giờ được rồi. Dạ vô trước đi. Thầy đưa em vô. Đưa em vô. Đúng rồi. Rồi hãy em nhớ ngủ trong liều nha. Dạ. Ngủ trên cái phà đó các bạn. Anh em anh em. Anh em bị trỏng coi cái món hẹn đó, món hẹn nó kỹ chưa trong thầy bước vô gãy. Thôi. Cái này em nói thiệt. Nói thiệt thầy. Phà nhà em phải không? Không phải phà nhà em biết, em tiếc lắm. Tôi người ta hẹn kỹ cái nào thầy bước lên một cái là cạch rồi xong. Nói chung là cuối tháng thì em cũng biết cái hậu quả của em rồi đó. Rồi. Thôi nhưng mà em vẫn cứ gẹo thầy vì em yêu thầy. Yeah. Thôi giờ mấy anh em mình vô ngủ đi. Dạ. Rồi ngủ rồi mai mấy anh em mình sẽ quay tập 2 cho bạn xem. Dạ. Dạ. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.